Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và ngày hôm nay nhận được sự tín nhiệm của mọi người trong video trang trí Noel lần trước, thế là team em Check đã được giao nhiệm vụ, đó chính là trang trí Tết cho không năm nay. Đâu, mọi người, hai đứa nó đòi đi trang trí tiếp mọi người. Thì bọn mình đã xung phong để công hiến. Và vào ngày hôm qua thì bọn mình đã có cùng nhau đi mua một vài món đồ trang trí cơ bản, ví dụ như là vải này, vải để treo đằng sau này. Thôi để cho các bạn tua lại cho các bạn xem hôm qua biết mình đi mua những gì. Mình nhìn. Lấy hai cái to, hai cái nhỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Có hoa. Có hoa. Có hoa. Bắt đầu đến kỹ năng thẩm mặc cả của người Hà Đông. Bây giờ Vi đã có một khả năng siêu phàm, đấy là mặc cả. Tuy nhiên thì nhưng chị vẫn chưa ok nên Vi quyết định giả vờ bỏ đi. Rồi lát nữa quay lại xong để chị gọi lại. Nhưng mà trong một chắc là không gọi lại. Đi. Mọi người hình như chị không gọi lại Vi lại rồi. Ôi, còn mình còn treo bánh trưng không? Bánh trưng nhiều hoài gấp. Ý đấy, ý em là mình sẽ mua giấy xanh về sau này nhiều hoài gấp ấy. Mua giấy. Khi tiếp tục ra một cửa hàng khác để mặc cả. Bây giờ mọi người chọn 40-50 hay là 50-60? 40-60 ạ. Cái 40 bên kia sẽ vẫn mặc cái 40 bên này đúng không? Vâng. Thế còn có những cái 60 ở đây. Có 50. Những cái 60 bên kia tao mặc cái này. Vâng. Khác gì nhau? Không biết gì đâu, sao mình lại hỏi cho mặc cả được không? Ờ. Tôi xem này mất thêm 10.000 một cái nữa, bởi vì thế nào mình cũng chọn cái 50 đúng không? 50-60 em đang định, em đang định hỏi thế. Người cầm tiền quyết định ạ. Cái 40 sẽ treo gần hơn cho to ạ. Thấy chút là 2-40 Nha, bảo là em có tiền đây. Em cho mọi người 20.000. Với tất cả những kỹ năng của mình thì cô ấy vẫn không mặc cả được. Không, nhưng mà cũng phải công nhận một điều là hàng mã khoảng mấy năm gần đây thì không có cái tình trạng nói thêm thiếu nữa. Không, nhưng mọi người ơi, ở đây bán vẫn đắt mà vẫn không được mặc cả ấy. Nó đắt hơn nhưng mà nó đắt đồng đều, tức là hàng nào cũng sẽ là một giá đấy. Họ liên kết với nhau và họ thỉnh ra nhau là nhất định phải giảm giá. Có một cái một thương hiệu túi nào nổi tiếng này em không nhớ chính xác là túi gì. Versace ạ. Hình như là ở đấy người ta sẽ không bao giờ có giảm giá mà là túi hết mốt thì người ta sẽ đốt. Đốt. Đốt, không giảm giá, không bao giờ sale. Wow. Để người ta không bao giờ có cái kiểu suy nghĩ là sẽ đợi đến lúc sale để mua. Không phải, bởi vì những cái hàng tồn ấy thường sẽ tồn nhân viên rồi giá rẻ và họ bán giá thấp ra thị trường và nó sẽ là mất giá trị của sản phẩm đi. Tết cũng gần đến rồi, thế là sẽ rất là nhiều party, thế là bây giờ Hà đang nhờ mình dạy một khóa vốn quản. Mình đã vừa mua được đèn lồng rồi và bây giờ sẽ đi mua giấy để gấp pháo. 26 quá rồi, 26 đây 22 rồi. Để giấy tiết kiệm mọi người ạ, mình sẽ đi gấp pháo. Chị ơi, chị có bán cái giấy đỏ á, chính là cái chị đang cầm. Giấy xịn à? Giấy đâu đây xịn đâu. Xịn là đắt đấy. Ôi, 25.000 một tờ. Rụng rời. Rụng rời. Bao nhiêu một tập ạ? Một tập 50.000 ạ. Ôi dồi, phá giá. Cái con phá giá, cả cái phố hàng mã ra đây. Ôi, em đoán gần chuẩn luôn. Thôi rồi bà 60, quý lắm ấy. Bây giờ thì mình đang cố để cầm đồ hộ mọi người cho đỡ ăn hại. Còn mua móc nữa. Ôi nhờ, chết rồi, còn mua móc ở đâu nhỉ? Bạn Hà đi chơi đi check in ạ. À, đi quay đi check in hay đi mua check in ạ. Anh tin ở Vi. Không thấy mới thật chứ. Thôi em, không biết có cây hoa màu vàng rồi. Thì gọi là gì? Sản phẩm à? Sản phẩm của người ta trước cửa hàng người ta. Về văn phòng và cùng với mọi người trang trí Tết. Và đây là cái thiết kế tổng quan ban đầu cho trang trí Tết năm nay của S Channel. Năm nay thì bọn mình sẽ sử dụng màu chủ đạo đó là màu vàng và bọn mình đã có mua vải điểm thêm một chút màu đỏ ở trên cái nền vàng. Thôi được rồi, tí nữa các bạn thấy thành quả các bạn sẽ hiểu nhá. Bây giờ mình nói cái gì cũng bị nhảy vào mồm thế này. Đây, ở đây thì mọi người đang gấp đèn lồng với cả đây, à đây để gấp pháo, làm pháo với cả cái kia gọi là cái gì ạ?
làm pháo với làm quạt. Mình không biết đâu mọi người, tại vì không làm mọi người ạ. Mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho các bạn trong tour ngày hôm nay. Một cái tấm, mọi người thấy, mọi người nghĩ đây là tấm gì thì nó là tấm đấy. Đấy, thế là đã phải đặt rất là kỳ công mang về đây để trang trí Tết năm nay. Xong rồi bọn mình sẽ đặt cái bộ này hơi quen nhỉ anh nhỉ. Quả như thế nào thì tí nữa các bạn sẽ được xem nhé. Vào làm việc đi. Các bạn thấy Hà đang làm gì không? Rõ là không làm gì rồi. Hà. Hà. Tại sao trong lúc tất cả mọi người đang làm mày không làm gì? Tao đang làm á? Tao làm gì? Thì mọi người bảo thiếu đèn lồng còn gì? Thiếu đèn lồng thì mày ra đây mày nằm thế này à? Thì thiếu đèn lồng tao phải lên YouTube xem. Sao lại lên YouTube lắm? Xem bán đèn lồng là thế? Đây, có một cái app này tao vừa mới tìm ra. Mày có thể mua đồ trực tiếp trên YouTube mày xem luôn. Mua đồ trên YouTube á? Không phải, mua đồ ở trên YouTube nhưng qua cái app này. Đây, tải lại rồi xem. Canvasy à? Ừ. Lạ nhở, lần đầu thấy nghe thấy cái app này. Lạ không, lạ không? Lạ thật. Toàn đồ độc lạ mà mày. Đẹp chưa? Đẹp, mà đẹp. Mà có tò mò làm nào để mua không? Thì ra cửa hàng mà mua. No, no. Thế nào? Bạn giữ nút home. Giữ. Đấy, nó sẽ lên app. Để tắt cái này đi đã. Đấy. Thì nó sẽ có phần ở đây này, các phần ở trên này này. Đầu tiên là all thì là một cái phần mà nó sẽ lưu lại những cái lịch sử của bạn. Là liên quan đến việc xem hàng trên YouTube các thứ ấy. Đấy. Phần chat này là để mình nói chuyện với người ta kiểu ta nói chuyện được với cả những bạn cũng đang sử dụng cái này đúng không? Đúng vậy, xong rồi sẽ kiểu là bạn dùng cái này ok không? Ôi tôi dùng ok lắm. Đấy. Feedback từ khách hàng thì chắc chắn là sẽ luôn tốt hơn từ công ty, từ sản phẩm người ta đúng không? Feed là những cái bài post mà liên quan đến những người đã từng dùng sản phẩm mà mình đang xem đây này. Okay. Một like, hai like, siêu yêu luôn. Giao diện trông cũng bắt mắt nhở. Mà dễ dùng, dễ sử dụng, dễ hiểu dụng thật. Còn đây là những cái sản phẩm khác mà liên quan đến sản phẩm mà mình đang xem mà các bạn có thể mua. Đây, mua trực tiếp ở trên này luôn ấy hả? Đâu bây giờ bạn mua cho tôi cái đèn lồng đi xem bạn nào. Thích đèn lồng nào tôi chiều bạn đèn lồng đấy. Đèn lồng đỏ đi, Tết nhất rồi, rực rỡ lên. Bạn vừa bảo là tông này là tông màu vàng. Này nhá, tôi không hề bảo như thế nhá. Đấy là mọi người nhét chữ vào mồm tôi. Quay lại hộ em nhé mọi người. Màu chủ đạo đó là màu vàng và bọn mình đã có mua vải. Điểm thêm một chút màu đỏ ở trên cái nền vàng. Đây mình sẽ ấn vào đây. Đấy, nó sẽ gửi sang một cái link. Dẫn sang đi Shopee luôn đúng không? Mua. Có một điểm hay ở cái app này đấy là mình sẽ kiểu khi mà mình đang xem một sản phẩm nào trên YouTube mà mình thấy hay ấy thì mình sẽ không phải đi tìm kiểu ui đèn tổ ong mua ở đâu mà nó sẽ trực tiếp dẫn mình đến cái link bán hàng luôn. Không những mua đâu mình còn bán được cơ. Tức là những người mà muốn bán sản phẩm của mình cũng có thể đăng lên trên này hả? Thế thì để về giới thiệu chị Huyền, Jet Studio đem lên trên này. Video tí nữa. Ai con kia trang trí không trang trí? Đây, xong rồi. Ai trả tiền cho một cái quảng cáo? Từ từ bác ơi, cái này đừng khó ra. Mua băng dính để dán mồm những cái đứa mà ăn nói linh tinh, ví dụ như Đặng Thu Hà. Thôi, bị điên là dùng đến năm sau không hết. Chắc gì năm sau mình còn làm thế. Chắc gì năm sau mình còn chơi với nhau. Thó về bánh trưng với cả cành đào này mang về văn phòng trang trí. Vậy em có camera. Không phải cái camera đấy chĩa mình đâu. Mình mua cái này để trang trí này mà. Anh biết em thấy hợp với ai không? Với Dung Sung. Mình đã vừa mua xong một chút đồ để về trang trí tiếp. Và theo như anh cameraman nói là cái gì ấy nhở? Anh cameraman bảo là đi ra khỏi tòa nhà, rẽ sang bên trái, đi hết 4 nhà là tới. Đúng không? 4 cây rồi. Đúng rồi, và bọn mình đã phải chạy ra nhà sách để mua vì không tìm thấy cửa hàng mà anh ấy nói. Lừa nhau, lừa nhau. Ơi, bây giờ là phải đi bộ về, biết thể lấy mẹ xe máy mà đi. Ôi, ôi sợ quá. Bọn mình ngã luôn vào hàng bánh chuối. Mất kiểu gì bất khéo. Ôi, mày nhớ. Thôi nhé, tạm biệt các bạn nhé. Trong cái lúc mà mình đang làm việc cần mẫn này, người sếp của chúng ta cuối cùng cũng đã thấu hiểu được cái sự vất vả của bọn mình mà đã bao bọn mình trà sữa. Mây hết làm đổ cái thanh này suýt nữa rồi người tôi. Tôi dịch ra đây ngồi. Mây vẫn không tha tôi. Mây phải làm đổ thêm cái thanh đinh ti của người tôi.
chưa hoàn thiện đến 100% bản demo của trang trí Tết năm nay. Còn cái bản final cuối cùng, final của final thì bọn mình sẽ hoàn thiện trong khoảng 1-2 tuần tới và sẽ cũng sẽ Tết bố rồi, 1-2 tuần tới Tết rồi. 1-2 ngày tới. Rồi đây chị Mây sắp tụt tít rồi mày, nhanh nhanh. Tôi như bố lão. Chị Mây vui lắm, quay được xong bài này chị Mây vui lắm mọi người. Mây trầm cảm lắm mọi người. Và bọn mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến app Canvasy đã đồng hành cùng chúng mình trong video ngày hôm nay. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về thành quả ngày hôm nay của chúng mình thì hãy để lại